Mời quý vị cùng gặp gỡ Hồng Sâm và nghe tâm sự của cô. Mình tên là Phạm Thị Hồng Sâm, năm nay mình 25 tuổi, đến từ Quảng Ngãi. Gia đình thì rất là ủng hộ cho mình đi theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Vì ba mẹ nói là học nghề gì cũng được, nhưng mà miễn là theo nghề đam mê của mình, có thể sống chết với nó, có thể nuôi sống bản thân và có thể hạnh phúc với nó. Ở quê là tuổi 25 là đã ổn định cuộc sống gia đình, ổn định công việc. Nhưng mà thật ra ở tuổi 25 này thì đối với em thì em chưa được làm được gì nó xứng đáng lắm. Để cho ba mẹ thật sự là tin tưởng và không phải lo lắng về con cái, về sự nghiệp, về gia đình của em. Mục tiêu mà mình đặt ra để mình phải làm được, phải đạt được, phải tốt hơn ngày hôm qua của mình, chứ không phải là cứ dậm chân tại chỗ. Âm nhạc bắt đầu.